Chào bạn, trong video này mình sẽ giới thiệu đến bạn cách dự đoán trạng thái lai hóa của một nguyên tử trong các phân tử. Bước thứ nhất, để dự đoán trạng thái lai hóa, bạn phải xác định được cấu trúc Lewis. Để vẽ được cấu trúc Lewis của một phân tử thì bạn xem lại cái video trước đây. Đường link để xem cái video hướng dẫn xác định cấu trúc Lewis mình sẽ để ở cái phần mô tả của video này. Bước thứ hai là bạn đếm tổng số cặp điện tử liên kết đơn và không liên kết xung quanh nguyên tử mà bạn khảo sát. Bước thứ ba là sau khi bạn đã biết tổng số cặp điện tử tạo liên kết đơn và không liên kết xung quanh nguyên tử trung tâm rồi, bạn sẽ xác định được trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm. Sau khi đã xác định được trạng thái lai hóa, nếu bạn còn muốn xác định luôn trạng thái hình học của phân tử, thì bạn hãy sử dụng mô hình thuyết đẩy giữa các cặp electron hóa trị. Video hướng dẫn cách xác định hình học phân tử dựa trên thuyết đẩy giữa các cặp electron hóa trị sẽ được mình để ở đường link trong cái phần mô tả của video này. Đây là tóm tắt 5 dạng thường gặp khi mà bạn xác định trạng thái lai hóa của một nguyên tử. Trường hợp thứ nhất là khi cái nguyên tử A nó có hai cặp điện tử xung quanh. Hai cặp điện tử này có thể là hai cặp điện tử tạo liên kết đơn hoặc là không liên kết. Trường hợp này, trạng thái lai hóa của nguyên tử A sẽ là lai hóa sp. Trường hợp thứ hai là khi xung quanh cái nguyên tử A có ba cặp điện tử, có thể là điện tử liên kết hoặc điện tử không liên kết, thì cái dạng lai hóa sẽ là dạng sp2. Lai hóa sp2 nghĩa là để tạo nên ba cái orbital mang tên sp2 này thì cần một orbital s lai hóa với hai orbital p. Trường hợp thứ ba là khi bạn đếm xung quanh cái nguyên tử A có bốn cặp điện tử thì bốn cặp điện tử này sẽ tương ứng quy định trạng thái lai hóa là lai hóa sp3. Lai hóa sp3 nghĩa là một orbital s và ba orbital p sẽ lai hóa với nhau để tạo nên bốn orbital sp3. Trường hợp thứ tư, khi xung quanh nguyên tử A có năm cặp electron, lúc này trạng thái lai hóa sẽ là trạng thái lai hóa sp3d, nghĩa là để tạo nên năm orbital, mỗi orbital có tên là sp3d thì cần phải có một orbital s, ba orbital p, một orbital d lai hóa với nhau. Trường hợp thứ 5 là trường hợp khi xung quanh nguyên tử A bạn đếm được 6 cặp electron thì 6 cặp electron này sẽ quy định cái nguyên tử A có trạng thái lai hóa là sp3d2. Nghĩa là mỗi orbital xung quanh nguyên tử A sẽ có tên là sp3d2 và để tạo nên 6 cái orbital sp3d2 này cần một orbital s, ba orbital p và hai orbital d lai hóa với nhau. Giờ mình sẽ chuyển sang phần ví dụ. Ở đây có trên 60 ví dụ xác định trạng thái lai hóa của các phân tử hoặc là ion. Lý thuyết về trạng thái lai hóa ngay từ ban đầu chỉ áp dụng để xác định trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm, không có xác định trạng thái lai hóa của nguyên tử rìa bên ngoài. Do đó mà những cái ion hay phân tử màu xanh ở đây mình sẽ loại bỏ, do nó chỉ là phân tử hoặc là ion được cấu thành bởi hai nguyên tử, nó không xác định được cái nguyên tử trung tâm. Tuy nhiên, một số sách giáo khoa ngày nay người ta cũng yêu cầu xác định luôn trạng thái lai hóa của các nguyên tử rìa. Thì chỉ cần bạn áp dụng những cái quy tắc mà mình trình bày ở trên thì bạn vẫn có thể xác định được trạng thái lai hóa. Nhưng điều đó là không có ý nghĩa về mặt giải thích các dự kiện thực tế. Ví dụ đầu tiên là phân tử nước, đây là cấu trúc Lewis của phân tử nước. Bạn nhìn thấy xung quanh phân tử nước có 4 cặp điện tử. Với 4 cặp điện tử này thì oxy sẽ có trạng thái lai hóa là sp3, nghĩa là một orbital s của oxy đã lai hóa với 3 orbital p của oxy và tạo nên 4 orbital sp3. Hai cái orbital sp3 đã tạo nên liên kết với hydro, còn hai cái orbital sp3 còn lại thì tồn tại trên oxy như là các cặp electron tự do. Trường hợp ion NO2- thì nó có hai cái công thức cộng hưởng. Hai công thức cộng hưởng này thì giống hệt nhau, do đó mình chỉ cần xác định trạng thái lai hóa của cái nguyên tử nitơ trong một công thức cộng hưởng là được. Cái nguyên tử nitơ này có 3 cặp cho nên nó sẽ tương ứng với trạng thái lai hóa là sp2. Một orbital s lai hóa với hai orbital p thì nó sẽ tạo ra 3 orbital sp2. Ở đây mình cũng xác định luôn trạng thái lai hóa của hai cái nguyên tử oxy, nguyên tử oxy số 1 và nguyên tử oxy số 2. Ở cái nguyên tử oxy số 1 có 4 cặp điện tử xung quanh, cho nên nguyên tử oxy này nó sẽ có trạng thái lai hóa là sp3. Một s cộng với 3b sẽ tạo thành 4 orbital sp3 tương ứng với 4 cặp xung quanh oxy này. Còn ở nguyên tử oxy số 2 thì có 3 cặp xung quanh, 3 cặp sẽ tương ứng với trạng thái lai hóa là sp2.
một orbital s la hóa với hai orbital b tạo thành ba orbital sb2. Ví dụ tiếp theo là p sen l2 một trừ có hai cái công thức cộng hưởng, mà hai công thức cộng hưởng này sẽ dẫn đến hai cái kết quả dự đoán cái trạng thái la hóa khác nhau. Ở cái công thức cộng hưởng phía bên trái thì phốt pho có bốn cặp xung quanh, bốn cặp này sẽ tương ứng với trạng thái la hóa là sb3. Một s và ba b sẽ tạo nên bốn orbital sb3 tương ứng với bốn cặp xung quanh phốt pho. Clo này cũng có bốn cặp xung quanh thì trạng thái la hóa của nó cũng là sb3. Tương tự, trạng thái la hóa của clo bên đây cũng là sp3. Bây giờ mình chuyển sang cái công thức cộng hưởng phía bên tay phải. Phốt pho trong cái công thức cộng hưởng phía bên tay phải chỉ có ba cặp xung quanh, hai cặp tạo liên kết đơn và một cặp electron tự do. Với ba cặp này thì trạng thái la hóa của nó là sp2. Hai cái clo này lần lượt có trạng thái la hóa là sp3 do có bốn cặp ở xung quanh. Còn cái clo đang mang điện tích âm này thì cũng có bốn cặp ở xung quanh nên trạng thái của nó cũng là sp3. Phân tử R, CNL2, radon này có 5 cặp electron xung quanh tương ứng với trạng thái la hóa là SB3D. 1S, 3B và 1D sẽ tạo thành 5 orbital SB3D. Hai clo xung quanh này sẽ đều có trạng thái la hóa là SB3 do nó có 4 cặp electron xung quanh. Trường hợp phân tử KRF2 này cũng tương tự với cái phân tử RnCNL2. Cái krypton này cũng có trạng thái la hóa là sp3d. Do nó có 5 cặp electron xung quanh krypton, fluor này cũng có trạng thái la hóa là sp3. Do có 4 cặp electron xung quanh. Bary có 2 cặp electron xung quanh nên trạng thái la hóa của bary là sp. Còn trạng thái la hóa của clo là sp3. Trạng thái la hóa của oxy trung tâm này sẽ là sp3. Do có 4 cặp electron xung quanh, hai cái clo hai bên cũng là sp3 do có 4 cặp electron xung quanh. Phân tử CO2, carbon có trạng thái la hóa là sp. Do xung quanh nó có 2 cặp electron tạo liên kết đơn, oxy có trạng thái la hóa là sp2. Do xung quanh có 3 cặp, 1 cặp tạo liên kết đơn và 2 cặp electron tự do. Trường hợp ion CnLO2 một trừ thì clo này có 4 cặp electron xung quanh cho nên nó có trạng thái la hóa là sp3. Các oxy có trạng thái la hóa lần lượt là sp2 và sp3 phụ thuộc vào số cặp electron xung quanh. Sp2 do có 3 cặp electron xung quanh, sp3 do có 4 cặp electron xung quanh. Nguyên tử carbon trong HCN sẽ có trạng thái la hóa là sp do có 2 cặp electron tạo 2 liên kết đơn. Nitơ cũng có trạng thái la hóa là sp do có 2 cặp electron xung quanh, 1 cặp tạo liên kết đơn và 1 cặp electron tự do. Còn nguyên tử hydro thì không bao giờ có cái sự la hóa xảy ra do nó chỉ có một orbital s thôi. Muốn có sự la hóa xảy ra thì phải có nhiều orbital la hóa lại với nhau. Ion OCN có hai công thức cộng hưởng. Hai công thức cộng hưởng này có thể dẫn đến các kết quả trạng thái la hóa khác nhau đối với các nguyên tử rìa. Ở cái công thức cộng hưởng phía bên tay trái thì carbon có trạng thái la hóa là sp. Oxy sẽ có trạng thái la hóa là sp3. Và nitơ có trạng thái la hóa là sp. Sp3 là do có 4 cặp xung quanh, sp là do có 2 cặp. Còn ở công thức cộng hưởng phía bên tay phải thì oxy này có 3 cặp xung quanh nên nó có trạng thái la hóa là sp2. Carbon vẫn có 2 cặp cho nên nó có trạng thái la hóa là sp. Còn nitơ này có 3 cặp xung quanh nên trạng thái la hóa của nó là sp2. Ozone có 3 oxy, nguyên tử oxy trung tâm có 3 cặp xung quanh cho nên nó có trạng thái la hóa là sp2. Còn 2 oxy ở bìa sẽ có trạng thái la hóa lần lượt là sp2 và sp3. Ion Br3 một trừ có 3 nguyên tử brom. Nguyên tử brom trung tâm có 5 cặp electron nên nó sẽ có trạng thái la hóa là sp3d. Hai brom ở bìa sẽ có trạng thái la hóa là sp3. Ion N3 một trừ, nitơ ở trung tâm có 2 cặp electron tạo liên kết đơn cho nên nó có trạng thái la hóa là sp. Hai nitơ hai bên đều có 3 cặp electron, 1 cặp tạo liên kết đơn và 2 cặp electron tự do nên nó có trạng thái la hóa là sp2. Phân tử NH3 với nitơ ở vị trí trung tâm có 4 cặp electron xung quanh, nitơ này có trạng thái la hóa sp3. Xenon trioxide
Với xenon ở trung tâm có 4 cặp electron xung quanh và nó cũng có trạng thái le hóa là sp3. Những oxy xung quanh này có trạng thái le hóa là sp2 do có 3 cặp electron gồm 1 cặp electron tạo liên kết đơn, 2 cặp electron tự do. Phân tử CnLF3 với CnL là nguyên tử trung tâm có 5 cặp electron xung quanh nên clo này có trạng thái le hóa là sp3d. Mỗi clo có 4 cặp electron xung quanh cho nên mỗi clo này có trạng thái le hóa sp3. Nguyên tử bo trong phân tử BF3 có 3 cặp electron xung quanh nên nó có trạng thái le hóa sp2. Mỗi clo xung quanh sẽ có trạng thái le hóa sp3. Clo của ion CnLO3 một trừ có 4 cặp electron xung quanh nên clo này có trạng thái le hóa là sp3. 3 oxy xung quanh lần lượt có trạng thái le hóa là sp2, sp2 và sp3. Tùy thuộc vào số cặp electron xung quanh mỗi oxy. Với ion CO3 2 trừ thì carbon có 3 cặp electron tạo liên kết đơn xung quanh nên carbon này có trạng thái le hóa là sp2. Các oxy này có trạng thái le hóa như sau: sp2, sp3 và sp3. Lewin của phân tử Lewin trioxide có 3 cặp electron xung quanh nên Lewin này có trạng thái le hóa là sp2. Mỗi oxy đều có 3 cặp electron xung quanh nên mỗi oxy này cũng có trạng thái le hóa là sp2. Ion SO3 2 trừ thì Lewin lại có 4 cặp electron xung quanh nên Lewin này có trạng thái le hóa là sp3. Các oxy có trạng thái le hóa lần lượt là sp2, sp3 và sp3. Ion NO3 1 trừ. Nitơ có 3 cặp electron xung quanh nên nitơ này có trạng thái le hóa là sp2. Oxy bên tay trái có trạng thái le hóa là sp2. Hai oxy mang điện tích âm có trạng thái le hóa là sp3. Phosphor trong ví dụ này có 4 cặp electron xung quanh nên phosphor này có trạng thái le hóa là sp3. Mỗi oxy mang điện tích âm này cũng có 4 cặp electron xung quanh nên mỗi oxy này cũng có trạng thái le hóa là sp3. Với phân tử anhydride formic thì carbon trung tâm có 3 cặp electron xung quanh nên carbon này có trạng thái le hóa là sp2. Oxy cũng có 3 cặp electron xung quanh nên oxy này cũng là oxy sp2. Trong trường hợp CH4, CF4 và CCNL4 thì mỗi carbon này đều có trạng thái le hóa là sp3. Do xung quanh carbon có 4 cặp electron, phosphor trong BCNL4 một cộng cũng là phosphor sp3 do xung quanh phosphor có 4 cặp electron. Mỗi clo này cũng có 4 cặp electron xung quanh nên mỗi clo cũng là trạng thái le hóa sp3. Nguyên tử clo trung tâm trong cái ion CnLO4 một trừ có trạng thái le hóa là sp3. Do nó có 4 cặp electron tạo nên 4 liên kết đơn xung quanh. Những nguyên tử oxy không mang điện tích thì sẽ có trạng thái le hóa là sp2. Còn nguyên tử oxy mang điện tích âm có trạng thái le hóa là sp3. Nguyên tử Lewin trong SF4 có trạng thái le hóa là sp3d do xung quanh Lewin này có 5 cặp electron. Còn mỗi clo lại có 4 cặp electron xung quanh nên mỗi clo này sẽ có trạng thái le hóa sp3. Phân tử KrF4 có Kr là nguyên tử trung tâm với 5 cặp electron xung quanh, nên nguyên tử Kr này có trạng thái le hóa là sp3d2. Còn mỗi clo này có trạng thái le hóa là sp3. Với phân tử xenon tetraoxit thì xenon có 4 cặp electron tạo nên 4 liên kết đơn xung quanh, cho nên xenon này có trạng thái le hóa là sp3. Mỗi oxy này đều có trạng thái le hóa là sp2. Ở công thức cộng hưởng màu cam thì iod ở đây có 6 cặp electron xung quanh
nên ion sẽ có trạng thái la hóa là Sb3D2. Còn mỗi clo này sẽ có trạng thái la hóa là Sb3, do mỗi clo lại có 4 cặp electron xung quanh. Còn công thức cộng hưởng màu trắng thì nguyên tử trung tâm ion này có 5 cặp electron xung quanh, nên trạng thái la hóa của nó là Sb3D. Những clo mà có 4 cặp electron xung quanh thì vẫn có trạng thái la hóa là Sb3. Lưu huỳnh của ion SO42- có 4 cặp electron xung quanh, nên lưu huỳnh này có trạng thái la hóa là Sb3. Mỗi oxy trung hòa trong cái ion này sẽ có trạng thái la hóa là Sb2. Còn những oxy mang điện tích âm thì có trạng thái la hóa là Sb3. Với phân tử SO2CNL2 thì lưu huỳnh cũng có 4 cặp electron xung quanh, nên lưu huỳnh này có trạng thái la hóa là Sb3. Hai oxy có trạng thái la hóa là Sb2. Hai clo có trạng thái la hóa là Sb3. Ion NO43- nitơ trung tâm này có 4 cặp electron xung quanh, nên nitơ này sẽ có trạng thái la hóa là Sb3. Những oxy mang điện tích âm này đều có 4 cặp electron xung quanh, nên mỗi oxy này đều có trạng thái la hóa là Sb3. Phosphor trong ion BO43- có 4 cặp electron xung quanh, nên phosphor này có trạng thái la hóa là Sb3. Những oxy mang điện tích âm cũng có trạng thái la hóa là Sb3. Còn nguyên tử oxy không mang điện tích thì có trạng thái la hóa là Sb2. Trong phân tử POCNL3, phosphor có 4 cặp điện tử xung quanh, nên phosphor này có trạng thái la hóa là Sb3. Mỗi clo cũng có trạng thái la hóa là Sb3. Còn oxy sẽ có trạng thái la hóa là Sb2. Trạng thái la hóa của phosphor trong PF5 là Sb3D do có 5 cặp electron xung quanh phosphor. Còn mỗi clo đều có trạng thái la hóa là Sb3. Trong phân tử IF5 thì iod có 6 cặp electron xung quanh, nên iod này có trạng thái la hóa là Sb3D2. Còn mỗi clo có trạng thái la hóa là Sb3 do mỗi clo có 4 cặp electron xung quanh. Phosphor trong PCNL6-1- cũng có 6 cặp electron xung quanh, nên phosphor này có trạng thái la hóa là Sb3D2. Còn mỗi clo này đều có 4 cặp electron xung quanh, nên có trạng thái la hóa là Sb3. Với phân tử SF6 thì lưu huỳnh có trạng thái la hóa là Sb3D2 do nó có 6 cặp electron xung quanh. Mỗi clo sẽ có trạng thái la hóa là Sb3. Trong phân tử O2F2, mỗi nguyên tử trong phân tử O2F2 đều có 4 cặp electron xung quanh, nên trạng thái la hóa của mỗi nguyên tử trong cái phân tử này đều là Sb3. Với phân tử N2O thì các nguyên tử trong công thức cộng hưởng phía bên trái sẽ có trạng thái la hóa như sau: Sb2, Sb và Sb2. Tương ứng với số cặp điện tử xung quanh lần lượt là 3, là 2 và là 3. Còn công thức cộng hưởng phía bên phải, các nguyên tử có trạng thái la hóa lần lượt là Sb, Sb
và sp3. Do có số cặp electron xung quanh mỗi nguyên tử lần lượt là 2, 2 và 4. Với phân tử N2O3 thì mỗi nitơ đều có 3 cặp electron xung quanh, nên mỗi nitơ này đều có trạng thái la hóa là sp2. Trong khi hai oxy không mang điện tích thì có trạng thái la hóa sp2 và oxy mang điện tích âm có trạng thái la hóa là sp3. Với phân tử N2O4, mỗi nitơ đều có 3 cặp electron xung quanh, nên mỗi nitơ này đều có trạng thái la hóa là sp2. Hai oxy không mang điện tích có trạng thái la hóa là sp2, còn hai oxy mang điện tích âm có trạng thái la hóa là sp3. Trong phân tử N2O5, nguyên tử oxy trung tâm có trạng thái la hóa là sp3, do có 4 cặp electron xung quanh. Hai nguyên tử nitơ có trạng thái la hóa là sp2, do có 3 cặp electron xung quanh. Hai nguyên tử oxy không mang điện tích nằm ở bìa bên ngoài có trạng thái la hóa là sp2. Còn hai nguyên tử oxy có mang điện tích âm thì có trạng thái la hóa sp3. Video của mình đến đây là hết rồi. Mong là các bạn gặt hái được nhiều thông tin hữu ích từ video này. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.